Xin chào, hôm nay mình đi bắt cua nha. Hôm nay là ngày đầu tiên mình xưa hồ cái trịch sao nó mở cho bắt cua cho mọi người, tất nhiên là phải có license, mỗi người được hai lồng, mà một cái license được 6 con cua đỏ, 5 con cua xanh. Nhưng mà bắt ở đây ở bờ thì tôi còn cua đỏ không. Giờ đang mình bỏ lưới ở dưới và đang chờ khoảng 15-20 phút là kéo lên một lần. Bên kia là đao thao siêu hồ, các bạn thấy không, đao thao siêu hồ. Đây là dưới chân cầu Sa Huét, đang đứng dưới chân cầu Sa Huét. Ở bên kia là như là mấy cái tàu đó để kéo cái tàu lớn. Năm nay mùa cua thì nó mở từ 40 tháng 7 cho tới 30 tháng 8, một tháng. Mấy năm trước thì mở đâu có tháng 9, 2 tháng lận. Sao năm nay không biết cái mở cho có một tháng. Giờ bắt đầu bình minh, bắt đầu ló dạng. Cái mồi hôm nay bắt cua hôm nay á, là bằng đầu cá sê mầm nha, mà hôm nay nước hơi đứng. Được bao nhiêu thả xuống rồi mình ngồi chờ thôi, chắc khoảng 15 phút nữa mình kéo lên một lần. Ok, bây giờ thử mình kéo lên có con nào không nha. Để nhất á hả? Để còn cái nhất đó là 350, gọi là bò quá. Cũng loại chung chung là bao nhiêu? Chung ở đây nè. Sao mấy đồng hả? Hát tê luôn mà. Ừ. Ui nó nặng à. Ui nặng á. Nặng là rong. Chắc vậy đó. Hồi nãy cũng kéo lên rong không nè, ui mà nãy thiệt. Sớm mấy đồng rồi, cái này có chân luôn hay là chân riêng? Chân luôn, mua được chân. Quá. Nhìn thấy là biết rồi đó. Về đủ số lượng rồi. Không có gì. Đúng đó đó, đó đó. Một bầy. Thấy chưa? Ba con. Nhưng mà có một con đủ. Cua đỏ này tối thiểu là 5 in mới được lấy nha các bạn. Bây giờ mình cho vào cái khe sắt kế bên đây nè, để coi nếu mà nó không lọt qua là có thể mình lấy được, vì nó khoảng 5 in. Có ông đi theo, có ông bạn già. Ông già ông ra. Đây là Hiếu, Hiếu râu nè.
đó. Tại ông tên Hiếu mà có cái bộ râu thấy ghét kêu Hiếu râu. Đúng à, đủ ông kia về 12 con. Ủa, mới chơi 4 lồng ha, 2 người 4 lồng. À, hai người có hai người bốn lồng lẻ. Không có lẻ hả? Quá con nó bự á. Con đó thì ngon rồi. Quá con nó bự á. Con đó ngon. Kéo lên thử coi. Có không? Quay có không? Có một con hai mấy nhỏ, nhỏ quá hôm nay cua ấy quá. Cái này chỉ quăng không? Có một con này, nhỏ quá. Ờ, đủ không? Đủ sai không? Đủ. Ừ, vừa đúng. Vừa đúng. Vừa đúng sai luôn. Thử thử đây nè anh Sơn. Hãy nói đừng có lọt qua anh đây là ok. Ừ. Đó, ngay cái cỡ cỡ. Ừ. Quăng tiếp hả? Thả luôn hả? Quá à, ô mù. Ô con này bự rồi. Ui, con này ngon nè. Con này ngon rồi. Wow. Con một cái nữa nha, thấy nó nhỏ hơn chứ một cái. Ui, gạch thon. Ui, con này bự quá. Chuẩn bị về nữa. Này được mà. Thôi đi về đi. Này được mà. Này được. Bà chị này vui tính ghê. Vui lặn vậy là thôi anh nhậu. Quá quá. Con này bự nè. Con nó nhỏ cho xuống. Trời ơi quá quăng. Ủa, con này rất cảm ơn con này bự á. Nè anh Sơn thấy không? Cái lồng này khác lồng anh không? Ờ à, đúng rồi. Nè. Ờ à, nó dày hơn. Dày nè. Cái thứ hai nữa có ba cái chỗ để. Ờ à, à đúng rồi, cái ngấn để mình biết mình để vô ngay chốc luôn. Đúng rồi. Bây giờ anh Sơn đừng có ấy nha. Dạ. Yeah. Đừng có thảy. Bỏ vô ngay cái chân cầu. Dạ. Rồi. Wow. Oh, trời ơi. Wow. Oh man. Oh quá đã luôn à. Trời ơi. Trời ơi. My god. Oh my god. 4 con bự hết trơn cái đội luôn. Oh my god. Tại giờ là chúng
Không, tại vì nước bắt đầu chảy. Ờ, nước bắt đầu chảy. Rồi, vô không? Oh my god. Con đi về luôn đi. 2, 4, 6, 7. Dư một con. Bỏ con nhỏ lại, dục. Tròn. Trời ơi, wow. Về quay giúp ta. Không chạy tới. Vì là ông an toàn. Hồi nãy ông đánh 12 con. Ôi, ôi, ôi. Giờ bắt đầu nước nó bắt đầu chảy nè. Nước bắt đầu chảy nó có. Quá đã luôn. Wow. Anh thu là cái chỗ rồi, chỗ này từ bữa làm sao mà chúng ta câu xe mình luôn hả? Chúng ta câu xe mình luôn hả? Câu hết đó, đổ cái gì mà vô trong lòng là đổ cái chứ mày xấu số á. Phải không? Đúng rồi. Đủ mà sao mà anh mà vô là kể chứ mày xong rồi luôn á. Chém cá thêm vài con cái với là mấy cô này bủ nhậu linh linh luôn rồi. Chơi vui vẻ luôn. Trời ơi. Quán luôn, đủ quá, chơi với mày chơi chứ thượng mà. Đây đừng có lo chuyện đó, đủ bên đây nè. Trời ơi đây, có trời con. Ô, con mực. Mực cá bằng mực hả? Mồi mực. Mực nào tanh là đủ anh tới quốc thôi. Ừ. Càng tanh rồi. Vô. Vô. Ủa trời ơi đủ rồi, bộ dây mày đâu? Đây đây. Có sợi dây. Chơi mà nó sợ con chơi. Đồ má thơm này, thơm này nó ba. Rồi lấy cây nước cho ba. Thổi để cho nó có mùi. À, câu mực ha. Đem cái lờ á. Anh văng nè. Nó lọt qua thì không được. Wow. Bự. Con này vừa ăn nè, quá ngon rồi. Đồ con đủ size rồi đó. Ok. Wow, con này bự nè. Quá bự. Nhờ mình đủ số rồi nè, bây giờ mình đi về. À, 6 con cua khá lớn. Đó, mọi người thấy không? Giờ đem về hấp ăn nè. Cua đó còn 3. Và cái điều này nha, người ta nói cua đỏ thịt nó ngọt hơn cua xanh nhiều. Mà mình nó thích cua đỏ hơn. Đó. Giờ bà xã mình bỏ cái nồi hấp nè. Quá wow. Thơm lắm các bạn ơi. Sảy nha. Bạn nào thích video này thì like, subscribe cho mình nha. Thank you.